Hội nghị tham vấn Bộ trưởng Kinh tế ASEAN-Canada vừa diễn ra theo hình thức trực tuyến, các bên đã thống nhất khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do ASEAN-Canada. Tại hội nghị, các bộ trưởng đã trao đổi về tình hình thương mại và đầu tư khu vực trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và các khuyến nghị nhằm tăng cường hội nhập kinh tế ASEAN-Canada của Hội đồng Kinh doanh ASEAN-Canada CABC, trao đổi quan điểm về cách ứng phó với ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế của các nước trong khu vực và tái khẳng định cam kết tiếp tục tìm kiếm các cách thức nhằm giảm thiểu ảnh hưởng của đại dịch, giao nhiệm vụ cho các quan chức kinh tế hai bên tiếp tục thảo luận về kế hoạch làm việc để bắt đầu tiến trình đàm phán hiệp định này trong thời gian tới. Việt Nam đã tích cực tham gia thảo luận và đề xuất định hướng trong hợp tác kinh tế giữa ASEAN với Canada nhằm đảm bảo sự lưu thông hàng hóa và dịch vụ, đồng thuận cùng các nước ASEAN hoan nghênh sự đóng góp của Canada cho quỹ ứng phó COVID-19 của ASEAN để thúc đẩy phục hồi kinh tế mạnh mẽ hơn sau đại dịch.